Có lẽ là lần này cái con sóc của mình là con bò thật rồi, không như lần trước nữa là chửa trâu, lần này là chửa xịn luôn. Các bạn nhìn cái bụng nó này, càng ngày nó càng phình lên to đùng luôn. Chắc chỉ 2-3 hôm nữa là nó đẻ thôi. Tốt rồi. Ủa? Ơi bác lấy này che chị ạ? Cái này á? Cái này để chú soi xem cái con kia nó có bầu chưa. Đây là cái máy siêu âm. Ôi dồi. Con biết chưa? Biết cái máy siêu âm chưa? Ôi dồi. Siêu âm cái máy quay. Siêu âm thai mà. Cái này cái máy quay gì con? Đây là cái máy siêu âm. Ôi dồi. Con biết chưa? Biết cái máy siêu âm chưa? Ôi dồi. Cái này cái máy quay. Siêu âm thai mà. Cái này cái máy quay gì con? Đây, 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 đây. Này. Này. Tập đi. Để ăn mì, hút mì như người ấy. Đây, hết rồi đây. Thôi, đi ra ngoài kia. Đây, 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 đây. Chết luôn. Nó rút cả một lấm rồi. Mình bắt đầu cảm thấy sợ dần cái thời tiết của miền Bắc mình rồi đấy các bạn ạ. À, lúc nóng thì nóng khủng khiếp luôn, mà cái lúc mà nó rét thì rét ghê gớm luôn ấy. Mình chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại bây giờ thì mình đang ngồi trong cái AV của mình. À, cái cảm giác xung quanh nó có cây, có cối thì nó còn làm cho mình cảm thấy nó dễ chịu một tí. Thế nhưng mà bây giờ ngồi trong nhà hoặc ngồi ngoài sân ấy, ui dồi ôi, cái nắng của nó hầm hập luôn. Mà nhất là lúc mà đi thóc, ui ơi, các bạn không biết như cái cảm giác mà cái chân nó nóng bỏng này, rồi cộng với cái ngứa của cái thóc mà khi mà nó vướng vào chân vào người mình ấy. Đúng là mùa hè, cái ngày vụ mùa hè các bạn ạ. Thời tiết mà nóng bức này có lẽ sướng nhất là mấy con cá ở trong AV của mình. Nó được bơi lội ở trong một cái làn nước trong xanh, rồi trong cái đó là được cái cây cối xung quanh nó che, làm cho nước nó rất là mát này. À, hôm kia mình thả cá, hôm nay nước cũng đã bắt đầu trong trở lại rồi. Bởi vì là mình có một cái hệ thống lọc cũng khá ổn. Và thứ hai nữa là cái cá mình thả nó không nhiều ấy, cho nên là nó vệ sinh ít, nó cũng sạch nữa. À, cái thời tiết mà nóng lực như thế này ấy, thì mình đang tính như này. Hôm nay có khả năng là mình sẽ chuyển hết cái đàn chuột nang của mình ra ngoài cái AV mà cạnh cái chuồng con công ấy các bạn ạ. Bởi vì là ra ngoài đấy để cho nó rộng rãi và nó mát hơn. À, thì bây giờ mình sẽ lấy đồ đạc rồi mình chuyển hết toàn bộ chuột nang ra ngoài đấy các bạn nhé. Ây da, đây là mình còn mấy con chuột nang Mỹ còn lại này. Mình vừa cho vừa bán cũng gần hết rồi, chỉ còn mấy con này nữa thôi. Mấy con này nó bị lỗi màu một tí. À, vừa rồi mình cũng có cho các bạn mới bán cũng khá khá rồi ấy. Mình chỉ chửa cho không ai, tức là ví dụ người ta mua một con ấy thì mình cho người ta thêm một con nữa. Đấy, chứ còn thì nếu mà để mà mình cho một lúc thì rất nhiều người đến xin thì có mà một ngày là hết thôi, nhưng mà thực sự là mình, các bạn cũng bảo mình rồi ấy, là cho người ta thì sau người ta kiểu như người ta không quý trọng ấy, người ta sẽ không chăm sóc tốt, cho nên là mình muốn là nếu ai đến nhà mình ấy thì mua một con rồi mình sẽ tặng một con. Đấy, thì đây là một số chuột nang vẫn còn nhé, mình bắt ra ngoài này rồi để mình bê một chuyến cho nó khỏi lặng. Còn đây là cái con chuột mà nó mới đẻ này thì mình sẽ để tạm nó ở đây, bởi vì là nó đang cho con nó bú thì mình chưa thể nào mà cho ra được. Ây da, một tay không bê được. phải hai tay rồi. Những bé chuột cuối cùng. À không, ở trên AV của mình vẫn còn 4 con nữa. Một con bị sổng ra ngoài mình không đuổi được. Với lại còn 3 cái con của gia đình nhà chuột nó mới đẻ. Đây, ôi giời ơi. Các bạn nhìn này, những cái con chuột nang Việt Nam của mình ấy, nhìn nó rất chi là luột. Nhưng không hiểu sao cái đàn chuột Mỹ của mình này nó kiểu như là nó bị ghẻ ấy. Thế nhưng mà không ghẻ. Đây là nó chỉ rụng nông thế này này. Ai, xấu chưa? Mấy con chuột Mỹ mà màu trắng này này. À, còn mấy con chuột Mỹ màu vàng thì này không cần gì. Đây là mình đuổi cho chúng nó ra này. Nó sợ nhà mới quá. Chuột nang Việt thì không con nào bị thế, nhưng mà chuột nang Mỹ thì có con màu trắng là nó bị kiểu như là nó đổi lông cùng một lúc hay sao, cộng với lại sao nó kiểu nó ngứa nữa. Sao mà nó ngứa nhỉ? Mình cũng giữ vệ sinh cho chúng nó khá tốt đấy. Đây, những con này có vần gì đâu. Đi. Ở đằng kia một nố kìa. Để mình đếm thử nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 con. 20 con ở trên kia, 4 con nữa là 24 con. Đấy, cái con sáo đấy. Nó biết mình sắp đi bao nó quanh quẩn ở cái xe này này. Các bạn nhìn nhé, này nó đi theo rồi đây. Đấy, đấy, đấy. Về con này, đi về đi. Chết nắng. Đi về. Nào. Về. 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 Đấy, ở đây người ta lại bắt mất rồi. Nó quen về rồi. Nhất này, cơm cháo gì chưa? Đây anh mang ít cám xuống chú cho gà ăn hộ anh phát. Mở, cơm chưa mở? Nóng quá. Nóng thì anh còn nóng. Chơi bài cả trần anh. Hết sau bảo anh này mang xuống. Gà có khỏe không chú? Đang thả trong avi, đang bới trong avi. Đó, thả trong này á? Ê chú xoang chảnh thế. Chơi hẳn avi thả gà thì không mà xoang quá. Mình vừa xuống nhân các bạn ạ, xuống nhân để thăm hai bé gà của mình. Mình gửi nhân, mới lại mang cho nhân chút cám để nhân cho gà ăn hộ mình. Chú đóng cửa cho anh cái xem. Đóng chưa? Đây, thích nhé. Ôi giời, quen nhau rồi đây. Ồ, thế mà mọi người bảo con gà của anh là mái. Trống. Trống á? Trống. Thế con gà trống, con gà trên. Chú đang đẻ con, có đẹp không? Đẻ đâu, con đi chùa ta đẻ thôi. Ừ, chùa ta ấy. Ôi nóng này mà giúp ở trong này thì chết ngốt. Đây cái đàn, đây cái con chuột lang mà mình cho nhân này bây giờ nó đã đẻ con rồi này. Đẻ được mấy hả nhân? Đó. Đẻ được mấy con? Đẻ được 2 con. 2 con. Đâu anh xem nào. Ôi ôi trời này mà ấp vào đây chứ. Ôi trời ơi. Đây là con của nó, à đây là mẹ nó. Đây. Đẹp phết nhỉ. Con màu nó đẹp lắm. Con đâu ở trong đấy? Đây. Đâu rồi? Trong đấy, anh Dũng. Anh Dũ đâu rồi? Trong đây. Mất rồi. À đây. Màu đẹp nhỉ, tam thể, màu tam thể. To phết đấy. To phết rồi đấy. Nhanh bé tí này đã đẻ nhỉ. Rồi. Thế thôi anh cũng phải về đây, về để cơm đây. Chưa đã ăn gì đâu. Ôi giời, sao à, chưa mở cửa. Ôi giời, nắng quá. Sáng cũng đòi ăn cùng mà ăn trưa cũng đòi ăn cùng, tài thế như này. Sáng ăn mì thì đòi ăn mì, sáng ăn trưa ăn cơm thì đòi ăn cơm. Ăn đi, không ăn thịt đâu. Nó đòi thịt của mình. Ăn đi. Ăn xấu ấy. Ăn cơm nguội thôi, ăn mặn quá không tốt. Gần đây các bạn có nhớ là mình có nuôi 2 con chim nạ nạ mà mình ấp từ trứng nó lở ra đấy không? Đấy, thì có một con nó bay đi và một con thì nó ở với mình được thêm một cái thời gian ngắn ngắn nữa rồi sau nó cũng bay đi mất các bạn ạ. Thì hôm nay mình lại thấy có 2 con chim nó y xì như thế, nó lại quanh trở về gần ngay nhà mình các bạn này. Đấy, không biết là phải chim của mình không nhưng mà mình nghĩ chắc là không phải. Bởi chim của mình thì chắc nó chửa lớn được như vậy đâu. 2 con chim đấy thì mình vẫn tính là nuôi thả nó đi nhưng mà không ngờ rằng là nó không như dòng chim khác các bạn ạ. Nó không có ở nhà mình. Nó gần như là nó bay đi cái là nó đi luôn chứ mình cũng khó gọi về lắm. Cho nên là mình nhìn 2 con chim này mình cứ ngợ ngợ giống chim của mình, không biết có phải không. Nó cứ quanh quẩn ở gần gần nhà mình này. Có độc 2 con rồi. Ở đây đây nó bay lên đỉnh mái này. Đấy các bạn thấy nó vẫy vẫy, đúng rồi, đúng cái con của mình rồi. Nó bay lên đỉnh mái. Nó thấy cái máy gặt, nó thấy cái máy gặt nó sợ quá lại bay lên đỉnh mái rồi. Ờ máy gặt hôm nay cũng về đấy các bạn ạ, tốt quá. À, máy gặt về thì bây giờ là mình phải chuẩn bị công tác là mang bao thóc ra để chuẩn bị đựng thóc các bạn ạ. Ây da da. Nếu mà mình không nhầm ấy thì đây là một cái vũng cá cờ các bạn này. Mình vừa lang thang ra ngoài này để ngó nghế cái thăm cái ruộng lúa ấy thì mình thấy cái vũng này rất nhiều cá cờ, nguy cơ là nó có thể bị chết do bị thiếu nước bởi vì nước nó đang cạn rất chi là mạnh ấy. Mình nhìn thấy đúng là cá cờ thật các bạn, để mình lấy cái vợt mình hớt lên nhé. Nếu phải cờ thì mình sẽ hớt rồi mình nuôi. Không để đây chốc nữa người ta cắt đua đến là cũng chết hết đấy.
mình nhặt được 4 con cá cờ ta các bạn ạ. Đấy, được 4 con, còn lại ở đây là toàn bộ đa số là cá cờ lai hết. Cái cá cờ lai này mình vứt cho chim nó ăn. Xéo ơi, xéo ơi, Diêu ơi, Diêu, Diêu đâu rồi, Diêu ơi, Diêu kìa, ở đỉnh mái nhà ăn ăn cá không, ăn cá không? Cái cá cờ lai này ở quê mình nó nhiều lắm, nó nhiều kiểu như là rô phi ấy. Nhiều khi mình còn phải bắt bớt đi, đổ đây cho cá xe lai nó ăn này. Cá xe lai nó nhảy ra giờ đấy, ui đây đây nó ra đây rồi này. Đấy. Đấy, bây giờ mấy con cá cờ ta này mình sẽ thả vào đây này. Đấy, nếu mình không bắt chúng nó thì chúng nó cũng bị chết bởi thiếu nước, với lại máy cày nó chạy qua là nó chết hết đấy. Cái mùa này là nó cạn nước nhanh lắm. Đấy, rồi, ok. Ở bên ngoài đồng bây giờ trên, nếu mà để ra mình tìm ở những cái vũng thì vẫn còn nhiều lắm. Đấy, 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 đấy. Nghịch nhất là có hai thằng mun này chuyên ra đuổi những cái con nhỏ hơn nhé. Hôm nay trời nó nắng quá, vào buổi chiều tối mình mới dám tắm cho chim các bạn ạ. Buổi trưa nó nắng quá mình không dám tắm, độc sợ chim nó cảm thôi. Thì mình vừa tắm cho mấy con chim của mình này, thả rông cho nó tự tắm chứ mình cũng chẳng cần phải phải kỵ cọ gì cho nó cả đâu. Đấy, tắm xong thì đây là cái cách mà mình cho những con chim của mình vào lồng nhá. Nhưng mà nó phải đúng cái lồng của nó. Bây giờ mình chỉ cần mở cái cửa này ra để gần là nó tự nhảy vào. Sáo ơi. Đấy, một con. Đúng lồng của nó là tự nó vào luôn. Còn này con sáo kia mình mới nhận thì không biết là nó đã quen chưa. Mọi lần thì mình cũng phải đuổi theo nó đấy. Này, bây giờ nếu nó quen rồi nó cũng tự vào luôn. À, con này chưa quen. Chưa quen. Sáo ơi. Sáo. Lồng đâu? Sáo. Vào trong nhà chuột cắn đấy Sáo ơi. Sáo. Thì con này nó thân với bố mình hơn. Nó hợp tính bố mình. Vào đi Sáo ơi. Nó định vào đây nó quanh ra đấy. Sáo ơi. Sáo. Đấy, nhìn thấy ông đấy. Nó nhìn thấy ông nó chạy ra ông ngay, ghê chưa? Không biết là nó nghe tiếng bố mình thử ở đâu ấy, nó chạy ra luôn. Bố thử đi về đằng dưới kia xem nó chạy theo. Tài. Mình đang lừa nó vào nhưng mà nó không chịu vào. Nghe tiếng bố mình cái là nó chạy ra luôn. Đấy, hiện bên này bố cho nó vào hộ con cái xem nào. Gơm gì lại quý nhau, lại quý nhau thế đấy chị nị. Đi vào đây, nhanh. Đi đâu? Đi đâu vào đi nào. Không vào. Quý nhau đấy, quý nhau đến ghê lắm, nhìn yêu nhau mà nị, đúng không? Đây, còn con mun này, mun đây, chuồng mun này, mun vào chuồng, chuồng đâu, vào, nhanh lên thì có đóng cửa, ô, mun vào. Mặt trời thì đã xuống núi, thế mà bây giờ máy gặt người ta mới về đến đây để giúp nhà mình cắt cái ruộng này các bạn ạ. Chờ sót ruột từ sáng giờ, từ hôm qua đến giờ ấy. Kiểu như là máy người ta bị hỏng ấy. Bên này nói chung là người ta cắt làn trên trước. Làn thấp này nhà mình người ta để cắt cuối cùng. Kia là mến này, với lại bố mình đang chuẩn bị bao tải, mình cũng phải xuống để mà phụ gia đình luôn. Wow, chiều tối mát, trưa này lắng lóng sợ quá. Ui giời. Đây các bạn bảo là nhà mình gieo mạ muộn á. Nhiều nhà còn gieo muộn hơn nhà mình ý. Mạ bây giờ bắt đầu mới lên ý. Kiểu người ta đang muốn nghỉ rồi các bạn ạ. Mình đang động viên người ta cố gắng cắt nốt cho mình cái ruộng này. Bởi vì là người ta nghỉ thì người ta sẽ lên cái làn trên kia là phải xong người ta mới xuống cái làn dưới này của mình được. Cho nên là đang cố gắng. Vụ tới này cháu chuyển sang nuôi cua. Cũng hiệu quả đấy cả. Quay như thế không quay mặt bọn chị đâu phải không? Không ạ. Mặt bên chị. Bên chị. Quay rồi. Em cảm ơn chị nhá. Nào mến ra ấy cầm đèn của anh để anh vác về. Không có cái đâu nặng lắm. Ấy. Thế này.
nhưng mà phải có người nên nách hộ cơ. Đấy. Đấy, chỉ có wow. Một phát là lên được 2 bao liền. Ở đây trong cánh hồng là cái này đấy. Ấy 2 bao cắp tay. Ấy đùa chứ nị. Làm ăn nó phải như thật. Ấy da. Một vụ mùa bội thu các bạn ạ. Nếu như mà không lụt thì quá nhiều thóc luôn. Miên man thóc. Ái già, được một con châu chấu. Mình chào tất cả các bạn buổi sáng ngày mới nhé. Đấy thì sáng sớm ngày ra mình lại triển khai phơi cái thóc của tối hôm qua mình cắt đấy. Và mình có bắt được một con châu chấu ở trong cái vải thóc này. Để bây giờ mình cho con gì nó ăn nhỉ? Con độc con. Thôi cho con sáo này đi. Đây. Hí, sáo ăn không? Này. Ăn. Nó thích dế cơ, nó nghiện dế cơ. Đấy được rồi. Và có một cái này mình muốn thông báo với các bạn này. Tối hôm qua không biết là cái kiểu gì mà cái lồng chim manh manh của mình nó bị bung cái cửa ra ấy các bạn ạ. Sáng ra thì thấy sổng mất hết sạch chim manh manh ra ngoài rồi. Bây giờ chỉ còn có mỗi một con mái ở lại thế này. Đây hôm qua nó mở bung ra như này. Thì sáng nay mình ngủ dậy là vẫn thấy mấy cái con chim ở trong cái đàn này nó nhảy nhót ở quanh đây ấy. Thế nhưng bây giờ thì đông người đến chơi quá là nó bay đi rồi. Và bây giờ chỉ còn sót lại có một con mái này thôi. Có khả năng là mình sẽ thả nó ra quá. Thả nó ra để cho nó đi cùng với lại cái đàn của nó. Cái đàn của nó này nó là một gia đình đấy, một trống một mái và có 3 con non. Bây giờ cái con trống với lại 3 con non nó đi rồi, còn một con mái ở đây thì thấy nó buồn quá. Mình nhanh chóng mình thả nó về nhé, không thì để cho nó chúng nó còn tìm nhau, không lạc nhau mất. Thôi coi như là sau mình mua manh manh về mình nuôi sau. Đây này. Chồng con nó chạy đâu hết rồi, vừa lấy con quanh quẩn ở đây giờ không thấy con nào nữa rồi. Thôi mình phải thả nó nhanh các bạn, thả nó nhanh để nó còn đi, nó còn tìm chồng con nó chứ không thì nó lạc nhau mất. Đấy, đi rồi. Kìa, đấy. Bay đi rồi. Mình có mấy con chim manh manh toàn cụt chân cụt cẳng thì nó còn lại, còn bây giờ không còn cái con nào lành lặn nữa. Có mấy con lành lành nó đẻ được thì bây giờ là sổng đi hết. Còn một con mình thả lốt rồi. Bây giờ mình chỉ còn có một cái đàn này toàn què chân què cẳng thôi, không biết là liệu có đẻ được không. Nếu mà nó đẻ được thì sau này mình mới có những cái con mà nó lành lặn chứ không thì toàn cụt chân cụt cẳng. Thôi được rồi, chúng nó đi là cũng đi cả gia đình mình cũng yên tâm. Đấy, mình phải vội vàng thả đi không là nó lạc nhau mất. Bây giờ cái chuồng này nó không còn con nào nữa. Tiếc ghê. Cái cửa này của mình cài nó bị bung. Bung kiểu gì mà sáng ra bung hết rồi. Lại một cái ngày mới nữa với cái ánh nắng chói chang nó đang thiêu đốt cái miền Bắc của quê hương mình. Đây là cái lấm ngói Bro xi măng các bạn ạ. Thì vào chiều tối hôm qua là có các anh các ấy chở đến cho mình rồi, thì mình cũng đã xuống xe và hôm nay mình kê đệm ra rồi cắt ra thành 2 tấm. Một tấm là mình cắt ra làm đôi đấy các bạn ạ. Đây thì với cái chiều cao là như thế này, một tấm này là 1m8, mình cắt ra là được 90 phân của một tấm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ nhấc những cái tấm này ra rồi mình ấn ở vòng quanh bờ ao để xem là liệu nó có ổn hay không nhé. Nếu như mà nó ổn ấy thì sau mai ngày kia thời tiết mà nó mát dần ấy thì mình sẽ là nhờ thêm người rồi là cấm hết toàn bộ những cái tấm bờ xi măng này xuống ao. Một số bạn có bảo mình bảo là anh cứ dựng nghiêng cái tấm bờ xi măng ra thì khỏi phải cắt. Thế nhưng mà bờ xi măng ấy thì họ thiết kế là có sóng rồi, tức là cái sóng đấy là cái sóng chịu lực ấy, nếu mà mình cấm nghiêng thì nó sẽ không chắc đâu, cho nên là mình bắt buộc phải cắt ngắn ra rồi cấm đứng thì là nó mới bền đấy các bạn ạ. Đấy.
Mấy con chuột lang nó rút hết ở dưới gậm này này. Gì nhỉ? Con tửa trong đấy bay ra ngoài này mất bao nhiêu lâu hả chị? Chị với cháu? 9 giờ sáng là 9 giờ đi từ sáng, nhà. Đi từ nhà. Đúng rồi, 1 giờ 5 là bay. 1 giờ 5 là bay rồi ra đến đây là mấy giờ? 3 giờ rưỡi là mới ra được sảnh luôn. À 3 giờ rưỡi bắt đầu mới ra đến Nội Bài luôn à? Vâng. À mình vừa gì nhỉ? Cho chim ăn xong vào buổi tối thì có chị với các cháu ở tận trong miền Nam ra ngoài này ghé thăm gia đình mình với lại mấy anh em ở trên này. Đây có hai cháu đây cũng hay xem cái kênh của mình này. Đấy thì bây giờ để chú đưa con đi nhá. Bên ngoài này là cái bể cá sấu của chú này. Ở trên kia con gặp đà điểu chưa? Đấy, vào cái này cái đà điểu chào luôn ở cổng rồi. Đây, cá sấu ở trong này. Con vào đây là khéo mắt xéo nó mổ chân nhá. Nó không mổ đau đâu, thế nhưng mà nó mổ cũng giật mình phết đấy. Cái sau ở trong miền Nam ra đâm ra là rất chi được khoái con mắt xéo. Ở trong này, ở trong miền Nam có không con? Không, không có con mắt xéo này á. Chú nghĩ là có đấy nhưng mà do người ta không nuôi có hoặc là mà. Ấy để nó mổ chân chú này. Cái con mắt xéo của mình hôm nay là nó cũng đã đỡ à, nó đã đẻ được 4 quả rồi các bạn. Đây nó mổ chân này. 4 quả rồi này. Đấy, nó chỉ cần đẻ thêm 1 quả nữa là nó ấp thôi mà. Đây, trứng nó rất là to. Cả hai con nó đang mổ chân đấy. Ô nhỉ, mà sao nó đồng đuổi theo chú nó mổ, nó không mổ hai cháu nhỉ? Này mới con mới ngồi xuống cái mổ ngay tay ấy. À mổ rồi gì? À thảo nào. Dính một quả nữa là ấp rồi. Thôi bạn này, bạn này, bạn này tớ có lấy trứng của bạn đâu mà sao bạn khó tính thế nhỉ? Có lẽ là lần này cái con sóc của mình là có bầu thật rồi, không như lần trước nữa là chửa trâu, lần này là chửa xịn luôn. Các bạn nhìn cái bụng nó này, càng ngày nó càng phình lên to đùng luôn. Đấy, cái con chuột lang chú nuôi chú biết là nó có bầu, chú nhìn cái bụng nó chú nhìn biết ngay, cho nên con sóc là này chú khẳng định 100% luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy đúng cái bụng nó đầu tí rất to, chắc chỉ 2-3 hôm nữa là nó đẻ thôi. Tốt rồi. Ơi. Bác cái lấy này che chị ạ? Cái này á? Cái này để chú soi xem cái con kia nó có bầu chưa, đây là cái máy siêu âm. Ôi dồi. Con biết chưa? Biết cái máy siêu âm chưa? Ôi dồi. Siêu âm cái máy quay. Siêu âm thai mà. Cái máy quay có. À thôi các bạn nhé, mình sẽ kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video của ngày mai nhé.